Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 của quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở bài 39. Chúng ta được học về biến dạng của lò xo, phép đo lực, được đúng nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài 40, cũng là bài cuối cùng trong cái chương này, được chưa nào? Lực trong cái chủ đề chính ha. Chủ đề chính ta học về lực, gọi là bên vật lý nha. Như vậy thì trong bài 40 này ta được học về lực ma sát, nó gồm có 5 phần em nhé. Có 5 phần và một phần nữa là phần bài tập, gọi là 6 phần. Như vậy thì bài này thầy sẽ chia thành hai clip các em nha. Một clip thì cái bài này rất là dài luôn. Chúng ta xem cũng mệt mà thầy dạy nó cũng mệt, nên là thầy sẽ chia thành hai clip. Ok. Về phần mục tiêu thì chúng ta sẽ nắm giùm thầy ở trong cái phần này. Chúng ta tự đọc giùm thầy. Trong sách này người ta ghi rất là rõ rồi. Bây giờ nè. Nói mà ma sát thì người ta hình dung như này. Trước khi thầy giảng theo cái mạch kiến thức trong sách này người ta viết á, thì người ta hình dung như này, lực ma sát đúng không? Ví dụ hai ngón tay của thầy đi, hai ngón tay trỏ của thầy đi. Nếu thầy để như này á thì nó không ma sát này, nhưng thầy áp sát vào nhau và thầy đây, thầy kè lên nhau, hoặc là cái lòng bàn tay thầy sẽ kè lên nhau này. Đấy, bình thường thầy để như này nó không có nóng. Nhưng khi thầy dùng hai lòng bàn tay thầy áp vào nhau và thầy kè lên nhau với một cái lực nào đó à, thì chúng ta cảm nhận ở cái lòng bàn tay chúng ta nó có nóng lên không em? Có nóng lên, các em không tin các em làm thử đi, cà này đó. Ok, thì như vậy hai lòng bàn tay của thầy nó đã có gì, nó tạo ra một cái lực ma sát nha. Tạo ra một lực ma sát. Đấy, ta hình dung cái lực ma sát là như vậy. Còn có những cái loại nào thì tí chúng ta học sẽ chúng ta sẽ biết. Ok, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi đầu tiên. Để di chuyển tủ gỗ trên sàn, bạn A đã đẩy tủ gỗ về phía trước. Tuy nhiên, việc đẩy tủ chuyển động như thế rất là khó. Tại sao lại như vậy? Tại vì cái này, ví dụ như để cái tủ này á, mà dưới này nó không có những cái bánh xi lăng hỗ trợ vật lực á, mà để không như này mà đẩy á thì rất là khó nghe. Và thậm chí là khi mà đẩy thì nó lại ngã. Nếu chúng ta không có giữ thăng bằng được thì nó lại ngã về cái phía trước này. Đúng không nào? Tại sao nó lại thực hiện lại khó như vậy? Tại sao em? Nếu như mà vì cái tủ này á nó nặng hay nhẹ? Cái tủ này thì nó rất là nặng, đúng không nào? Nên là cái lực đẩy của bạn này nó phải đủ lớn để mà di chuyển cái tủ này. Đồng thời ở phía dưới này này, ở phía dưới cái đáy tủ này và cái mặt nền này này, nó có một cái lực ma sát dưới đây. Có lực ma sát ở đây, nên khi đó cái bạn cái anh này này, anh đẩy cái tủ này rất là khó khăn. Em hiểu không nào? Đấy. Em ghi thầy đây là vị tủ gỗ rất nặng. Ha. Mà lực đẩy của bạn A nhỏ, nghĩa cái lực nhỏ mà cái tủ nặng nên sẽ rất khó khăn, được chưa nào? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần thứ nhất. Ở trong clip này thầy sẽ quay cho các em ở phần 1, 2, 3 các em nha. Phần 1, 2, 3 chúng ta sẽ đi sang tìm hiểu khái niệm lực ma sát em nha. Khi ta đẩy tủ gỗ chuyển động trên mặt sàn, tay ta tác dụng vào tủ gỗ một lực đẩy và mặt sàn tác dụng lên bề mặt tủ gỗ tiếp xúc với sàn một lực làm cản sự chuyển động của tủ. Người ta gọi lực cản này đó chính là lực ma sát, giống như nãy thầy đã giải thích là ở dưới cái đáy tủ này nó tiếp xúc trực tiếp với cái mặt sàn đó, là cái tủ gỗ này, thì khi đó nó sẽ tạo ra một cái lực cản. Cái lực cản này người ta gọi là lực ma sát các em nha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi về phần hoạt động này. Lực cản trở khi tủ gỗ chuyển động trên mặt bàn là lực tiếp xúc hay là lực không tiếp xúc? Đó chính là gì? Chúng ta sẽ chọn đó chính là lực. Đó chính là lực tiếp xúc. Chắc chắn nó chính là lực tiếp xúc. Tại vì lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc chúng ta được học ở trong bài trước rồi, nên chúng ta sẽ biết. Như vậy câu 1 này chúng ta sẽ chọn đó chính là lực tiếp xúc, được chưa? Câu số 2,
Khi kéo khối gỗ trượt đều trong hai trường hợp ở hình 40.1 và 40.2, tại sao giá trị đo được của lực kế lại khác nhau? Các em nhìn nhìn thầy ở hình này trước. Ở hình 40.1, khi em ta kéo khối gỗ trên mặt bề mặt gồ ghề nghĩa là nắp nhô các em, nó không có phẳng, nó không có láng, thì cái lực ở đây nó đo được nó khác. Là đây cụ thể đây là số chỉ đây là chỉ là 3 Newton. À, còn nếu như ở trên cái bề mặt mà nhẵn, ví dụ như gạch men chẳng hạn, ha, gạch men nhẵn ấy rất là láng, thì khi đó cái lực này dùng rất là ít, nó chỉ có 2 Newton thôi. Như vậy đây là 2 Newton và đây là 3 Newton. Cứ càng gồ ghề ha mà nó không bằng phẳng, nó không láng, nó gập ghềnh thì cái lực ma sát nó sẽ rất là lớn. Còn ngược lại cái bề mặt mà nhẵn á, mà láng á, thì khi đó chúng ta sử dụng lực rất là nhỏ. Tại sao như vậy nghe? Bạn nào biết? Nguyên nhân ở đây đó chính là do gì? Do xuất hiện cái lực gì các em mà chúng ta đang học? Đó chính là lực ma sát. Đúng nào? Nguyên nhân đó chính là do xuất hiện cái lực ma sát, là do sự tương tác giữa cái bề mặt. Tại vì ở đây là nó khác nhau, ở đây là bề mặt gì? Ở đây là bề mặt gồ ghề này, còn đây chính là bề mặt gì? Bề mặt nhẵn này. Đó chính là cái điểm khác nhau trong hai trường hợp này. Nên là cái lực kế nó chỉ ở đây là 3 Newton mà đây 2 Newton là như vậy. Đó chính là do bề mặt tiếp xúc, hiểu chưa nào? Như vậy thì cái phần này chúng ta ghi vô thành như này. Nguyên nhân em ghi nguyên nhân xuất hiện của lực ma sát là do sự tương tác giữa cái bề mặt của gì, của hai vật tạo ra cái lực ma sát giữa chúng, được chưa? Đấy, ok, chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo em nhé. Như vậy câu số 1, câu số 2 trong phần hoạt động nhóm thì thầy đã trả lời cho các em rồi, và các em nhớ là đó chính là do cái nguyên nhân trực tiếp, đó chính là cái bề mặt tiếp xúc. Một anh thì gồ ghề, một anh thì nhẵn này, ok chưa nào? Đó. Như vậy thì khi kéo khối gỗ trượt đều trong hai trường hợp thì đây nãy thầy đã nói rồi, nếu bề mặt gồ ghề thì số chỉ đây chính là 3 Newton, 2 Newton nãy thầy ta nói rồi, đúng không? Như vậy ta thấy này, cái độ lớn của lực ma sát phụ thuộc vào gì nè? Đó chính là nó phụ thuộc vào tính chất của bề mặt tiếp xúc giữa các vật. Mặt tiếp xúc càng gồ ghề thì lực ma sát càng gì? Càng lớn. Mình nhớ là như vậy. Cứ mà cái nó gồ ghề gập ghềnh thì cái lực ma sát nó sẽ càng lớn. Mà ngược lại, nếu mà cái mặt tiếp xúc nó càng nhẵn, càng láng thì cái lực ma sát nó càng nhỏ. Nhớ là như vậy, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết luôn cái hoạt động của câu số 3 này. Dựa vào kết quả thí nghiệm của hình 40.1, 40.2, em hãy giải thích về nguyên nhân xuất hiện lực ma sát. À, như vậy thì cái nguyên nhân của nó là gì nghe? Như vậy qua quá trình học thì chúng ta đã biết được cái nguyên nhân rồi. Nguyên nhân nãy thầy đã nói rồi, đúng không nào? Đó chính là do sự tương tác giữa bề mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng, được chưa nào? Đó chính là cái nguyên nhân. Đấy. Bề mặt tiếp xúc. Đây, cái nguyên nhân. Còn cái câu số 2 hồi nãy á, cái sự khác nhau đó chính là do bề mặt. Một anh thì bề mặt gồ ghề và một anh thì bề mặt là nhẵn em nha. Câu số 2 á. Đây câu số 3 này. Câu số 2 thì ở cái hình 40.1 là do là cái bề mặt gồ ghề. Các em hiểu nè, bề mặt gồ ghề. Còn ở cái hình 40.2 là cái bề mặt nhẵn. Cái nguyên đây là trả lời câu 2 này, đây trả lời câu 3 nha. Cho nó rõ ràng. Câu số 1 đó chính là gì game? Là tiếp xúc. Là lực tiếp xúc. Ghi ra đây luôn để em thấy. Rồi.
chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập. Ở đây người ta yêu cầu các em lấy ví dụ về lực tương ma sát trong cuộc sống anh ta nhiều lắm em. Ví dụ như là cái bánh xe, cái lớp xe chúng ta chạy, ví dụ xe máy, xe ô tô, bất kỳ xe gì mà chạy trên đường á, trên mặt đường thì nó cũng sẽ tạo ra một lực ma sát. Hoặc là chúng ta kéo một cái vật gì đó ở trên mặt sàn hoặc là mặt nền xi măng chẳng hạn thì nó cũng sẽ tạo ra một cái lực ma sát, đúng không? Luyện tập này. Ở đây ta cho ví dụ khi chạy xe trên đường thì bánh xe và mặt đường có xuất hiện lực ma sát, được chưa? Đúng chưa nào? Hoặc là chúng ta khi kéo một bao cát chẳng hạn đi trên mặt sàn thì giữa cái mặt sàn, đây từ giữa các em nha, cho thầy ghi nhanh quá, giữa mặt sàn và bao cát có xuất hiện lực ma sát, được chưa? Để trả lời câu hỏi luyện tập này nè. Rồi ta sẽ đi sang phần tiếp theo các em nhé. Như vậy thì ở trong phần này thì các em ghi thầy cái phần kiến thức cần nắm vô. Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật. Ví dụ như ở đây tay em ta cao này, thì cái mặt tiếp xúc ở đây nó chính là hai cái lòng trong hai cái da phần lòng bàn tay đây này. Đó này, sự tương tác giữa bề mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng. Rồi phần này các em ghi vô nha. Ta sẽ đi sang ở hai cái loại của lực ma sát, đó chính là lực ma sát trượt và lực ma sát nghỉ. Ta có hai loại như vậy. Tìm hiểu về lực ma sát trượt, ta thí nghiệm 1. Tìm hiểu lực ma sát trượt dụng cụ. Ta chuẩn bị một khối gỗ hình hộp, mặt bàn nằm ngang. Đây. Tiến hành thí nghiệm, đặt khối gỗ hình hộp trên mặt bàn nằm ngang. Ở đây các em, chúng ta dùng tay đẩy mạnh vào khối gỗ, sau đó rời tay ra khỏi khối gỗ, lực ma sát xuất hiện ở mặt tiếp xúc giữa khối gỗ và mặt bàn. Trong trường hợp này được gọi là lực ma sát trượt. Nhớ là cái khối gỗ này thì cái việc chuẩn bị khối gỗ này đơn giản thôi. Cái mặt bàn nằm ngang này á, chúng ta lưu ý là nó cũng phải nhẵn em nha. Nhẵn thì nó xuất hiện cái lực ma sát trượt. Chứ mà nó gồ ghề thì cái lực ma sát trượt của nó rất là ít. Ít thấy. Đấy, nó phải nhẵn em nha, giống như miếng gạch men chẳng hạn, chúng ta đẩy một cái thì nó sẽ trượt dài lên trên cái miếng gạch men đó. Người ta hình dung như vậy. Ở đây người ta hỏi các em này, sau khi rời tay khỏi khối gỗ thì khối gỗ chuyển động như thế nào, tại sao? Như vậy thì sau khi mà rời khỏi khối gỗ thì khối gỗ chuyển động nó như thế nào các em? Khối gỗ nó như thế nào? Nó sẽ trượt trên mặt bàn. Trượt trên mặt bàn, được không nào? Nguyên nhân là vì sao em? Vì tác dụng của lực ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa khối gỗ và mặt bàn với lực đẩy của tay khiến khối gỗ như nào nó sẽ chuyển động, được chưa? Nguyên nhân ở đây chúng ta ghi thầy trong trong giấy, tại vì trong đây không đủ chỗ ghi em. Em ghi là bởi vì tác dụng của cái lực ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa khối gỗ mặt bàn với cái lực đẩy của tay khiến khối gỗ chuyển động. Đó, khiến khối gỗ chuyển động, được chưa? Rồi, ok chưa nào?
phần này thì cái lực ma sát trượt là gì? Em ghi vô đây. Lực ma sát trượt xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác. Trượt trên bề mặt của vật khác em nha. Đây, nghĩa là ở đây ví dụ khối gỗ này này, nó sẽ trượt trên gì? Trên cái mặt bàn này. Lấy một ví dụ về lực ma sát trượt trong đời sống. Ví dụ như là các em bé chơi, ví dụ các em bé mầm mẫu giáo, mầm non chơi cầu trượt, thì cái lưng của em bé nó sẽ trượt trên cái mặt cầu trượt, ví dụ thế. Hoặc là người ta khi viết bảng thì giữa mặt bảng và cái đầu viên phấn có xuất hiện lực ma sát trượt, ví dụ thế. Ở đây chúng ta có thể lấy hai ví dụ cho các em. Ta lấy ví dụ nha. Ví dụ 1, khi các em bé chơi cầu trượt thì giữa lưng của em bé và mặt cầu trượt có xuất hiện lực ma sát trượt, được chưa? Ví dụ 2, khi viết bảng thì giữa mặt bảng và đầu viên phấn có xuất hiện lực ma sát trượt, hiểu chưa nào? Đó, ok, ta lấy hai ví dụ như vậy, các em rõ chưa? Ta đi sang phần tiếp theo là phần 3, đó chính là lực ma sát nghỉ ha, ma sát nghỉ. Đây, ma sát trượt hiểu rồi đó này, đó, lực ma sát trượt xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác. Lực ma sát nghỉ, tìm hiểu về lực ma sát nghỉ này. Thí nghiệm 2, dụng cụ một khối gỗ hình hộp, một lực kế lò xo giới hạn đo là 5 newton, mặt phẳng nhẵn nằm ngang. Trong thí nghiệm 2, vì sao khi kéo khối gỗ bằng một lực mà nó vẫn nằm im trên mặt bàn? Chúng ta đi sang để chúng ta xem đây, thí nghiệm này các em, tiến hành thí nghiệm cái nào. Chúng ta đặt khối gỗ trên mặt bàn nằm ngang, móc lực kế vào khối gỗ ở hình 40.4A, kéo từ từ lực kế theo phương nằm ngang sao cho trên lực kế đã chỉ một lực nhưng khối gỗ vẫn nằm yên. Đó, khối gỗ vẫn nằm yên, các em hiểu nào? Quan sát và đọc số chỉ của lực kế khi khối gỗ chưa chuyển động. Nếu mà khối gỗ chưa chuyển động thì ở hình A là đây bao nhiêu em? Đây là 0 newton này, chưa chuyển động mà. Bây giờ chuyển động thì đây sẽ là bao nhiêu? Đây 1 newton này, đúng nào? Chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi ở cái câu hỏi phần hoạt động, câu hỏi số 5, đúng chưa? Câu hỏi số 5 như vậy người ta hỏi cái gì nè? Trong cái thí nghiệm 2 khi kéo khối gỗ một cái lực mà nó vẫn nằm yên trên mặt bàn, ha, hiện ra nè. Tại sao khi chúng ta dùng một cái lực mà kéo thì cái khối gỗ này nó vẫn nằm yên trên mặt bàn nha? Bạn nào biết? Bởi vì sao nào? Vì cái lực kéo nó cân bằng với cái lực ma sát. Nghĩa là bây giờ chúng ta dùng ngón tay đây, chúng ta kéo thì khối gỗ này nó vẫn nằm yên mặc dù số chỉ đây là 1 newton. Chúng thấy 1 newton không? Đó, hiểu chưa? Ở đây em trả lời thầy câu số 5 vô. Bởi vì sao nè? Bởi vì cái lực kéo của ngón tay của chúng ta này nó cân bằng với cái lực ma sát
Và cái mặt phẳng nằm ngang đã tác dụng vào khối gỗ giữ cho nó đứng yên, được không? Được chưa? Ở đây người ta yêu cầu thì em là lấy một số ví dụ về ma sát nghĩ trong đời sống về phần luyện tập, được không? Ví dụ như là chúng ta sử dụng giữa tay và chúng ta dù chúng ta thầy cầm cái bút này, nó đứng im này, thấy chưa, đứng im này, thầy không giữ lực là nó rơi xuống này, thấy chưa nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ nha, ví dụ luôn các em. Ví dụ như là lực ma sát nghĩ giữa tay và vật giúp chúng ta có thể cầm nắm các vật. Nãy thầy lấy ví dụ cây bút cho các em đó, cầm cái bút này chặt này, lực ma sát nghĩ ha. Hoặc là lực ma sát nghĩ, chúng ta nhờ lực ma sát nghĩ mà chúng ta không bị khi chúng ta đi chúng ta không bị ngã về phía trước trên mặt đường chẳng hạn. Ví dụ chúng ta đi trên đường, nếu không có lực ma sát nghĩ này thì chúng ta sẽ bị ngã nhào về phía trước em. Em ghi là lực ma sát nghĩ giữa bàn chân và mặt đường giúp chúng ta đứng vững mà không bị ngã. Đó, không bị ngã. Chúng ta có thể lấy thêm một vài ví dụ khác ở trong đời sống xung quanh chúng ta mà các em thấy, được chưa? Vân vân nha. Ok, ta không ghi chép gì đó thì bấm dừng video lại các em nha. Rồi, như vậy chúng ta sẽ ghi giùm thầy phần này vô. Thế nào là lực ma sát nghĩ? Lực ma sát nghĩ xuất hiện ngăn cản sự chuyển động của một vật khi tiếp xúc với bề mặt của một vật khác và có xu hướng chuyển động trên đó, được chưa? Chúng ta ghi thầy phần này vô để các em học. Còn về phần 4, phần 5 và phần bài tập thì thầy sẽ quay ở trong clip sau. Tại vì cái bài này rất là dài, nếu mà quay trong một clip thì chắc nó phải tầm phải 50 đến 60 phút em. Nên là nó rất là dài, mà khi dài thì em ngồi trước màn hình thì cảm giác rất là đau đầu, rất là mệt. Nên thầy sẽ chia ra để giúp cho các em học cho dễ dàng hơn. Chúc em học tốt, bye bye các em nha. Ok.